kính chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay ba của Hoa tiếp tục cưa ở tổ 2, ấp An Lạc, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Để cưa hai cây sòi ghép này, sát vào mấy mương, rồi lấy cái cây chuối để kê đường ống nước. Nguyên cây sòi nó ngã ra phía ngoài luôn. Có cái quanh ống nước. Vì ở gần đây có người hát karaoke dính nhạc của YouTube không được, nên thôi sẽ bật máy cưa lên hơi ồn, mong quý vị thông cảm. Cây sài nghiêng ra ngoài bờ đê luôn, rất là nguy hiểm, ngã ra ngoài phía đường đi nữa, có mấy đường dây điện ở phía dưới. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cây đã mục rồi, có cái ổ mối ở phía trên nữa. Điện hết. All right.
bên đây cây xoài này đã cưa xong nhánh hết rồi, lấy cái sợi dây thừng ra để phân nhánh để cưa cây xoài này nữa. Ngay trụ điện luôn, hiện đang cột mấy cái dây này. Dây điện phía dưới và phía trên nó hồng xuống rất là nhiều, có mấy cây nguyệt quế nữa. Tiếp tục qua cây xoài kế bên, và có cái ổ mối ở đây. Hiền leo lên cây để guộng dây điện luôn. À, mấy cái nhánh xoài thì ở phía trên đầu luôn. Ra khỏi sau lưng luôn. Đây thì có cây mít nữa, rất là nhiều cây mít. Có rất là nhiều dây leo ở phía trên. Cái trụ điện rất là yếu, anh Hiền cột dây mà nhúc nhích luôn, rung rinh. Cây xoài này thì nghiêng và phía ngoài rất là nhiều, bị thiếu đất, thế trời mưa sẽ lâu ngày nó sẽ ngã, rất là nguy hiểm. Ah.
Đây thì vướng đọt của cây mít. Đẩy qua một bên để né cái phần cái trụ cột. Chủ nhà cũng có máy cưa riêng, bà chỉ mé bớt cưa những nhánh dài dài thôi. Hoa cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.